Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 1 năm 2023 ạ thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái mặt hàng kg ạ à, và nhiều những cái dòng hàng lan thuần hàng đang uh, chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa rất là đẹp luôn với cái giá vô cùng là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giao báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ à. cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 mươi cho một đơn hàng Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung Nam trên toàn quốc ạ. À, hôm nay thì bên em có đủ rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp luôn, những cái mặt hàng kg, những cái dòng hàng lan thuần rất là xinh ạ. Và em xin phép được điểm qua chi tiết và báo giá chi tiết từng mặt hàng đến cô chú anh chị và các bạn nhé Đầu tiên ạ, à, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Cái dòng này ạ với cái độ bền của hoa khoảng gần 3 tháng của chú anh chị nhé. Và với những cái bông hoa dày cánh hoa dày như là những cái bông hoa nhựa luôn ạ à. rất là thơm nữa đó à, những cái nụ hoa hiện tại thì đang có những cái nụ hoa khá là lớn cô chú anh chị có thể thấy là đây là những cái nụ hoa chứ không phải là quả của chú anh chị nhé hoa của nó rất là dày nên là ngay từ cái nụ hoa của nó cũng nhìn như là cái cái quả luôn cô chú anh chị ạ và cái dòng kim điệp thơm này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg em sẽ bán từ 0,3 kg đấy ạ à dạ tiếp sang bên này đây thì em có dòng dáng hương tam bảo sắc này cô chú anh chị này xanh mướt luôn ạ à. cái dòng dáng hương tam bảo sắc một cái dòng hàng quốc dân hoa thì phải nói siêu thơm luôn ạ à. em nghĩ rằng là những ai chơi lan chắc chắn là không thể thiếu cho mình những giò tam bảo sắc rồi hoa rất là thơm với giá cực kỳ là rẻ luôn dễ thuần dễ chăm cái dòng dáng hương tam bảo sắc thì hiện tại là đang chuẩn bị có nụ rồi cô chú anh chị, chị nhé bởi vì nó sẽ nở hoa vào tháng 4, tháng 5 mà Uh, hoa rất là thơm luôn ạ Em bán với giá là 150.000 cho 1kg dáng hương tam bảo sắc lên giò đẹp Nói chung là dòng hàng này thì em nghĩ rằng cái mùi hương của nó chắc chắn là chinh phục bất cứ ai luôn ạ Rồi dạ, sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc Cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ, nụ rất là xinh luôn nhé cô chú anh chị nhé Nụ không quá lớn đâu ạ, với những cái nụ tầm như thế này thì cô chú anh chị có thể có thưởng thức một mùa hoa chuỗi ngọc trọn vẹn Với những cái bông hoa rực rỡ, có hương thơm và rất là bền hoa nữa ạ Đó, cây rất là đẹp luôn Hoàng thảo chuỗi ngọc với giá là 180.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé Đấy, hoàng thảo chuỗi ngọc 180.000 cho 1kg, nụ rất là đẹp luôn sang bên này đây thì em có cái dòng lan ngọc thạch ba màu bắc thân nù ú luôn cô chú anh chị này cũng đang bắt đầu là sưng những mắt nụ rất là tuyệt vời luôn và đây là cái thời điểm rất là tuyệt vời trong năm để cô chú anh chị có thể trồng ghép những cái cây lan ạ. À. Em bán ngọc thạch ba màu này với giá chỉ có 140 000 cho 1 kg thôi nhé. Dạ tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi là một trong so với những cái dòng hoàng thảo thì vôi là một cái loại lan mà có về cái hương thơm nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. À. Chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị nhé. Một cái loại lan mà có hoa tím và hoa rất là thơm. Dòng lan hoàng thảo vôi này em bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Thời điểm hiện tại cây đang bắt đầu đất đầu là chuẩn bị bật mầm gốc nhé. Và cũng đang chuẩn bị là cho cho những cái nụ cũng như là chuẩn bị cho những cái bông hoa. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô kiều vàng này. Cái lô kiều vàng đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị nhé. Hàng cắt tỉa rất là kỹ ạ. À, những cái thân này thì gần như là sẽ là những cái thân sẽ cho mình nụ à, những cái chùm hoa rực rỡ nhé Có thể cho những cái bông hoa rất là đẹp luôn đấy những mắt nụ đã sưng rất là lớn như thế này rồi cô chú anh chị này. Và cái dòng lan kiều vàng với những cái chùm hoa sẽ chùm hoa vàng to như những chiếc đèn lồng luôn, rất là đẹp. Em bán với giá kiều vàng là 180 000 cho 1 kg. Rồi ạ, sang bên này đây sẽ là những cái cây hoàng thảo kèn tím cô chú anh chị nhìn này. Đó một vài cái bông kèn đang chuẩn bị nở. Chắc chắn một điều rằng sẽ cho những cái bông kèn rất là tím đậm luôn ạ. À. Nhưng đa số ở đây sẽ là những cái thân kèn đang nụ tuyệt vời như thế này này Mỗi một thân kèn sẽ là một suối hoa cô chú anh chị nhé Đây Cô chú anh chị nhìn cho em cái thân kèn này khoảng tầm 80cm Thì cái phần nụ của nó chỉ cách gốc khoảng tầm 20cm thôi Đấy Thì cô chú anh chị biết rằng là một thân như vậy sẽ là một cái suối hoa tuyệt vời đúng không ạ Cái dòng lan hoàng thảo kèn đang nụ rất là đẹp này Em xin phép được bán với giá 450.000 cho 1kg Đấy 450.000 cho 1kg hoàng thảo kèn Em sẽ bán từ 0,2 kg nhé. Hàng 100% thân tơ nên là với 0,2 đảm bảo cô chú anh chị cũng có những cái cây kèm rất là đẹp luôn để mà thưởng thức hoa. Sang bên này đây sẽ là dòng lan báo hỉ. Những cây lan báo hỉ cũng đang bắt đầu cho nụ này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ Đây chính là những cái chuẩn bị cho những cái mắt nụ, chuẩn bị cho những cái nụ rất là đẹp nhé Dòng báo hỉ với sắc bông hoa đỏ hồng, à, cái màu sắc rất là tươi, rất là đẹp luôn cái dòng báo hỉ này này. Em bán với giá chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi. Đấy, có vài chục nghìn em sẽ bán từ 0 kg, có vài chục nghìn thì cô chú anh chị có thể sở hữu những cây um, cây cây um, báo hỉ rất là đẹp cho sân vườn. Sau bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo trồn tím cô chú anh chị nhé. Cái dòng trồn tím thì nó khác với cái dòng trồn trắng. Cây lá nó sẽ, thứ nhất là lá nó to hơn Cái thứ hai thì em thấy cái lá của nó không phải là xếp như là cái cây trồn trắng Nhưng mà có một cái điểm rất là đặc biệt cái dòng trồn tím này Đó là hoa của nó khi mà sổ ạ à. Cái cần hoa của nó rất là sai bông, rất là sai bông luôn nhé Mỗi một cái chùm hoa của nó là bông hoa rất là dày Khi mà sổ hoa rất là đẹp luôn ạ à. Cái dòng lan, lan hoàng thảo dáng hương trồn tím này em bán với giá 180.000 cho 1kg ạ à. Dạ sang bên này đây cũng là dòng dáng hương, đó là dòng dáng hương đuôi sắc này cô chú anh chị này. Cây vừa tầm ghép vô cùng là đẹp luôn, có thể cho cô chú anh chị mình những chùm hoa tuyệt vời nhá. Nói chung là cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm vàng trong năm cô chú anh chị ghép dòng dáng hương hay là dòng hoàng thảo ạ. 120 000 cho 1 kg thôi ạ. Dạ sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm vàng cô chú anh chị này. Cái dòng lan trầm vàng. Cái dòng lan trầm vàng Hoàng Thảo trầm vàng một cái loại um, Hoàng Thảo mà có cái điểm rất là đặc biệt, khác với những dòng Hoàng Thảo khác đó là nó sẽ ra hoa từ những mầm tơ này chứ không phải là từ những cái thân dụng lá nhé Và khi mà sổ hoa ấy thì trong cái một cái cần hoa này nó vừa có lá sen lẫn những bông hoa nên là nhìn rất là đẹp luôn đấy thì uh, cái dòng trầm vàng này về cô chú anh chị uh, có khá là nhiều những cái thân không có lá thân già như thế này về cô chú anh chị có thể tách ra thì từ những cái mắt ngủ mắt ngủ còn lại này nó sẽ bật mầm để cô chú anh chị có thể được nhiều cây giống hơn cô chú anh chị nhé bây giờ thì cây đang bắt đầu là lên mầm thôi ạ em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cái dòng lan hoàng thảo trầm vàng tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy à, mỗi một thân như thế này này cô chú anh chị này nhìn như vậy thôi uhm, tính ra cái dòng kim điệp xuân này thì rất là rẻ luôn mỗi một cái giả hành như thế này nó có thể cho đây ạ, hiện tại cái đang nụ này cô chú anh chị nhìn thấy chưa đây ạ như cái một cái giả hành một thân này thì sẽ đang nhú hai hai cái mầm nụ đúng không ạ hai cái mầm nụ và thậm chí có thể là ba cái mầm nụ và mỗi một cái nụ như thế này nó sẽ là một chùm hoa cô chú anh chị nhé Đấy, một dề như thế này thôi chắc chắn cô chú anh chị cũng có một cái giò lan quá là tuyệt vời Bởi vì mỗi một thân sẽ cho vài cái chùm hoa cơ cô chú anh chị ạ Và cái dòng lan, cái dòng lan kim điệp kim điệp xuân này này Em bán với giá là 150.000 cho 1kg nhé cô chú anh chị nhé 150.000 cho 1kg, cây nụ rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ Dạ, tiếp sau bên này đây thì em có hai lô vanda rừng ạ. Đây ạ, chi chít là nụ luôn. Cái dòng lan vanda này này thì hoa cực kỳ là thơm luôn. À, nó còn có tên là Mỹ Dung Dạ Hương ạ. À. Dòng vanda rừng nhá, cô chú anh chị nhá. Nụ chi chít là nụ. Ở đây thì em có hai lô ạ. À. hai lô vanda. Lô này em gọi là lô số 1 này. Cây nào cũng như cây nào. Nhiều, nhiều rất là nhiều nụ. Lô số 1, 50 nghìn ạ. À. à... Lô số 2 cũng 50.000 nhá của chính chị nhá dạ tiếp sang bên này đây thì em có đây ba cây đai trâu ạ à. ba cây đai trâu rừng bóc trụ à bốn cây chứ bốn cây thì cô chú anh chị mình có thể mua theo hàng cân cũng được hoặc là à để xem cân xem là nó có bao nhiêu nhá chỗ này thì bốn cây này cả bốn cây này nhá em bán có 100 000 thôi cô chú anh chị này đó một cái cây trâu rừng to đùng như thế này có 100 000 ạ à. rẻ quá siêu rẻ luôn đúng không ạ bốn 100.000 cho bốn cây đai trâu này rồi sang bên này đây thì em có một cái um, lô dáng hương đuôi cáo cái dòng dáng hương đuôi cáo thì đây cái cáo những cây cáo rất là khỏe rất là đẹp luôn ạ à. cô chú anh chị nhìn cho em này ba cây cáo rất là to này à, thêm vài cây cáo giống nhỏ nữa ạ đẹp cô chú anh chị ạ một cái lô cáo rất là đẹp lô dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị nào nhanh tay sưu tầm đi ạ để chuẩn bị thưởng thức hoa luôn nhé với những cần hoa cáo rất là với những cái vòi hoa rất là dài em bán cái lô dáng hương đuôi cáo này với giá là 100.000 ạ à. tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô Hải Âu này những cây Hải Âu nhá à, kèm một ít đùi gà cái lô này em bán với giá là 50.000 cả lô này cả combo này và bên này thì em có cũng có một cái combo gồm có hai ráp này và cái long tu đá hoa tím này có cái thân này nó đang nụ này cả cái combo này em bán với giá 40.000 À, tiếp sau bên này đây ạ là những cái cây um, những bảng đây là những bảng kiều tím thái cô chú anh chị nhá những bảng kiều tím thái này cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em ạ một số những cái bông kiều tím thái đang nở hoa rồi cô chú anh chị có thể thấy cần hoa rất là tím đậm Đó. thì những cái bông kiều tím thái này này à, dòng nói chung là kiều tím miền trung hay còn gọi là kiều hồng ấy ạ thì em nghĩ rằng là để có mà, để mà đạt được những bông hoa tím đẹp như là dòng kiều kiều tím Thái thì rất là khó. À, phải là những cái thân cực kỳ là đắt thì nó mới được những cái bông uh, kiều tím mà đẹp như là kiều tím Thái đúng không ạ? Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì biết rồi. Thì những cái bảng kiều tím Thái này này, cô chú anh chị nhìn nhá. À, một cái bảng như thế này là nó sẽ rơi vào ít nhất là năm sáu cây cô chú anh chị ạ. Và về cô chú anh chị nhá, sang chậu sang chậu những cái thân này hiện tại nhìn không có lớn lắm đâu ạ. À, tuy nhiên ạ, khi mà cô chú anh chị về sang chậu thì cô chú anh chị sẽ thấy là cái thân của nó lớn một cách bất ngờ luôn cô chú anh chị nhé thân rất là to thân rất là to nó không khác gì những cái thân kiều vuông cánh trắng của mình đâu ạ mái chùm hoa của nó nhé cái chùm hoa cây đây cô chú anh chị nhìn này những cây bé bé như thế này thôi mà cô chú anh chị thấy chùm hoa của nó rất là lớn đúng không ạ nên là khi mà cô chú anh chị về thuần trồng và chậu rồi ấy, thì cô chú anh chị sẽ có những cái giò lan phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn những cái giò lan kiều tím rất là đẹp luôn nhé hiện tại thì em có những cái giò nó đang nhú nụ này cô chú anh chị này Đấy, những giò kiều tím thái một số giò đang nhú nụ nhé ạ đó, đây, những những cái giò nào, một số giò ấy nó có hoa rồi nhưng mà không phải là nó đã có cần hoa rồi này, à, không phải là có có cần hoa rồi mà những thân còn lại nó không có nụ đâu đây, cô chú anh chị thấy này, những thân còn lại vẫn đang ra nụ rất là nhiều luôn, đó, cô chú anh chị thấy ạ. Còn còn nhiều bảng ấy thì hiện tại là nó chưa có nhú nụ cô chú anh chị nhé, chưa có nhú nụ nhưng mà đảm bảo một điều rằng chắc chắn một cái thời gian rất là gần đây ạ thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa của dòng kiều tím thái này thôi. Thì một cái bảng kiều tím thái rơi vào ít nhất là 6 thân trong một bảng này Đẹp Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá Em bán với giá là những cái bảng mà có nụ ấy Cô chú anh chị nào mà chọn bảng có nụ nhá Là 140 nghìn ạ à. Còn nếu như cô chú anh chị không chọn bảng có nụ Đấy, không chọn bảng có nụ Thì em xin phép được bán với giá là 130 nghìn Đấy 130.000 à, Tuy nhiên thì nụ hay là không nụ Thì cô chú anh chị cứ yên tâm cho em Là chắc chắn thời gian rất là ngắn Thì cô chú anh chị đều được thưởng thức hoa thôi à, Tuy nhiên thì những bảng mà có nụ rồi Thì bọn em cũng chỉ cam đoan là Trong một bảng ấy hiện tại là đang nhú một đến hai nụ thôi Chứ không phải là thân nào cũng nhú nụ hết đâu cô chú anh chị nhé Đó những cái thân mà chưa nhú nụ Thì nó cũng có thể là sẽ nhú nụ sau một chút ạ à. Những bảng kiều tím rất là đẹp luôn như thế này 130, 130, 140 cho một bảng. Cô chú anh chị nào mà thích lấy cái hàng mà có nụ ấy sẽ là 140. Còn một hàng mà chưa có nhú nụ thì sẽ là 130 thôi. Dạ tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây hài vệ nữ cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan hài vệ nữ thì hiện tại là em thấy là cây đã bắt đầu là mèo nụ rồi đấy ạ. Đã bắt đầu là mèo nụ rồi, cô chú anh chị này. Đó. Nhiều thân là đã mèo nụ rồi cô chú anh chị ạ thì Tuy nhiên thì em bán sô sô như thế này thôi Cái dòng này thì rất là sai hoa luôn Cũng chuẩn bị đi vào cái mùa hoa của cái dòng lan hài, hài dâu à, Hài hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài này đấy ạ Thì ở đây em bán theo lô này cô chú anh chị này Hình này em gọi là hình số 1 nhá Hình số 1 này em bán với giá là 80.000 Cô chú anh chị sẽ có một cái giò hài vệ nữ cực kỳ là khủng luôn Đấy, giày số 1 nhá là 80.000 ạ cái hình số 2. Hình số 2 này em xin phép được bán với giá là 60 000 60 000 Và cái hình số 3 này. Hình số 3. Hình vệ nữ số 3. Đây cô chú anh chị thấy này, những cái cây này thì em nghĩ rằng là chắc là nó sẽ là mèo đấy ạ. Đấy ạ. Cái thân này sẽ là em nghĩ rằng là nó sẽ mèo. Bây giờ thì nó thời điểm bây giờ thì nó còn khá là sớm. Đây này. Thân như thế này thì em nghĩ là nó sẽ là mèo đấy ạ Tiếp theo là cái hình số 3 này em xin phép được bán với giá là 70.000 này Hình tiếp theo là hình số 4 Hình số 4 này em bán với giá là 60.000 Đó Và hình số 5 Hình số 5 này em bán với giá là 50.000 thôi ấy mỗi một lô sẽ là một cái giò hài vị nữ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức những bông hoa hài cực kỳ là đẹp của nó trong thời gian rất là ngắn tới này rồi tiếp sau bên này đây sẽ là những cái cây đai châu thái cô chú anh chị nhá đây ạ đây sẽ là những cây đai châu thái này thơm nức nở luôn cô chú anh chị ạ đây là dòng châu thái mà hàng thuần tại vườn của Việt Nam mình nhá chú anh chị nhá và đây là một cái chậu chậu châu thái và cô chú anh chị nhìn thấy đây là những cái cây hoa trắng ạ hoa trắng ạ mùi cái hương thơm dịu rất là thích luôn cô chú anh chị này cái dòng châu Thái mà hàng trồng thuần tại Việt Nam mình Nên là khi mà cô chú anh chị lấy về nhà ấy Không sợ bị sốc nhiệt và không sợ bị xuống lá luôn cô chú anh chị nhé Cái chậu châu Thái này có hai cây bản lá mít rất là đẹp như thế này ạ à. Em xin phép được bán với giá là 260.000 cho cái chậu châu Thái hoa trắng đẹp này Chuẩn mặt bông luôn ạ à. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2 này Hình số 2 đây cũng là một cái chậu châu Thái Chậu này thì hiện tại đang có một cây đang có nở hoa này Hoa của châu thì rất là bền luôn Chơi cả tháng luôn ấy ạ Cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi Cái hình số 2, hình số 7 này Hình số hình này gọi là hình số 7 đấy cô chú anh chị Hình châu Thái số 7 em bán với giá là 230.000 nhé Hình này cũng có 2 cây ạ Tiếp theo sẽ là hình số 4 này À hình số 8 chứ Hình số 8 đây Hoa tím đốm rất là xinh luôn Đó đang có hai một cái cần đang nở này thêm một cái cần bên này nhá hoa tím đốm và cái hình này em xin phép được bán chậu này với giá là 140 000 cho cây châu thái này cô chú anh chị cùng ngắm kỹ cho em tiếp theo sẽ là hình số hình số hình số 8 hình kia hình số 8 hình này hình số 9 này cái chậu này thì em cũng chưa biết rõ được cái mặt bông của nó của anh chị ạ. bây giờ nó đang nụ như thế này thôi Đấy, em nghĩ rằng là sẽ là đốm tím thì cái chậu này cũng có ba đang có ba vòi hoa như này nhá em bán cái chậu này cũng với giá là 150.000 thôi Đấy, cây, 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 châu Thái này có 150.000 Hình tiếp theo sẽ là hình số 10 Hình số 10 này là một cái cặp châu đẹp chưa ạ? Cô chú anh chị cùng ngắm cho em Đó, đây nhá Một cây lớn và một cây nhỏ Cây thế mẹ con rất là đẹp luôn 170.000 cho chậu châu này là cái hình số 10 ạ à. Hình số 11 này Hình số 11, đây cũng là một cái chậu trâu và em nghĩ rằng cũng sẽ là hoa đốm tím hay là hoa trắng, chắc là đốm tím. Đấy cũng là thế mẹ con như thế này ạ. À. Em bán với giá là 150 000 nhé, nhá chị chị nhá. Cực kỳ là xinh đúng không ạ? Rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. À. Cũng là một cái chậu trâu đốm tím này. Đây, một cái cần hoa đang nụ này. Và cái chậu này thì em bán với giá bao nhiêu ạ? 150.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo cũng là cây mẹ con, đây sẽ là cây hoa đỏ ấy cô chú anh chị, đây này. Cái nụ này tím rất như vậy này. Và cái cây này thì em cũng bán với giá là 150.000 nhá. 150.000 ạ. À. Và tiếp theo đây sẽ là cái hình số 14. Hình số 14 này cũng là một cặp gồm có hai cây châu. Đấy hoa đỏ đậm như thế này này cô chú anh chị này. Và cái chậu châu này thì em bán với giá là 160.000, đây là cây chậu hai cây nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 15 Đây, rồi cái cần hoa này vươn cao út luôn cô chú anh chị này Cũng là cây mẹ con rất là đẹp luôn như thế này ạ à. Em à, quay rõ từng cây một như thế này nhá Và mặt hoa luôn ạ à. cái cây này này Cái lá bên trong này nó bẩn thôi cô chú anh chị nhá Đất bụi các thứ bẩn Chậu này em bán với giá là 170 nghìn này cái vòi hoa vươn nữa rất là cao Tiếp sau bên này đây sẽ là hình số 16 Cũng là dòng hoa tím đậm này Đó Và cái chậu này ạ à, Em bán với giá là 150 nghìn 150 nghìn nhé của chú anh chị nhé Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 17 Hình số 17 chậu này hai cây mít cực đẹp luôn Đó cô chú anh chị nhìn cho em Cây này thì không biết là mặt hoa gì Mặt hoa gì không biết Đây nụ này Nụ này hai cây Chậu này em bán với giá là 250.000 cho cái chậu này, hai cây. Hai cây rất là đẹp. Như vậy. Chậu này 250.000 nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Chậu này đang hai cần nụ. Một cái cần nụ nhỏ bên dưới này nữa này. Đó, xinh chưa cô chú anh chị? 140.000 cho cái chậu này. 140.000 ạ. À. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19, chậu này chắc chắn là chậu hoa trắng rồi ạ. À. Chậu này chắc chắn là hoa trắng rồi đây. Cây này là sắp bung rồi này. Em khẳng định sẽ là hoa trắng đẹp này Cây mẹ con Thế mẹ con cực kỳ là xinh Cái chậu này thì em bán với giá là 160.000 Sang bên này đây ạ à, Thì em còn có Vẫn có những cây trầm rồng đỏ Đẹp tuyệt vời luôn nhé Của chính chị nhé Đang nụ cực kỳ là đẹp Nói chung cái dòng trầm rồng đỏ Thì hoa nó là nở vào thời điểm Tết năm nay Tiết đi sau Nên là cái cái hiện tại nó đang nụ như thế này này từ nụ thôi cô chú anh chị thấy là nụ nó đã đỏ thể hiện cái sắc hoa đỏ đậm như thế này rồi với những cái thân đốt ngắn rụt thân to đùng nên là với những cái bông hoa khi mà sổ ấy, bông hoa rất là to nên là mỗi một thân như thế này này khi một sổ hoa sẽ là những cái 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 cần hoa rất là đẹp mà đã là trầm thì cực kỳ là thơm đúng không ạ hàng hiện tại đang nhú nụ đẹp như vậy cô chú anh chị nhé và một chậu một thân ạ à? một chậu một thân chỉ với giá có bao nhiêu ạ 60.000 thôi cô chú anh chị này 60.000 cô chú anh chị sở hữu ngay một thân trầm rồng đỏ để thưởng thức hoa cái mùa hoa thơm tuyệt vời của nó trong thời gian rất là gần tới và cái thân già này này cô chú anh chị về nhá cắt ra những cái mắt mà nó không có nụ ấy ạ cắt ra cô chú anh chị sẽ nhân được rất là nhiều cái cây giống cây giống à, cây giống khác nữa đó cô chú anh chị có thể à, ghép được thêm khoảng tầm hai ba chậu nữa Mà có giá có 60.000 thôi mầm gốc đang lên rất là xinh luôn như thế này cô chú anh chị này đó, từ những cái mắt mà nó không có nụ cô chú anh chị về, sau này thưởng hoa xong rồi cô chú anh chị cắt ra để nhân ki nhá. Có 60 000 cho một triệu châm dòng đỏ này. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhá. Vỏ thông ạ, à. em bán với giá là 40 000 cho một à, à 20 000 trong cho 1 kg có đủ size 1 2 3 4 vỏ thông vụ nhá, rêu rừng 50 000 trong 1 kg. Và có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ở đây ạ. À. Hùng Nguyễn 25 000 cho một lọ, 50 000 trong cho một cặp này. Duy xanh 50 000 và Duy đỏ sẽ là 60 000 nhá. À đây uh, B1 Thái 40.000 B12 giải độc cho cây với giá 30.000 Và Super thai hóc môn tăng trưởng Thì em lại quên mất là không nhớ mang ra nhé 50.000 cho một lọ Super thai Và cái thuốc đặc trị côn trùng 90.000 cho một lọ ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ uh, cái, uh, cái 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 cát tan đặc trị thối nhũn đâu rồi nhỉ cát tan đặc trị thối nhũn lại đi đâu rồi Em bán với giá là 40.000đ cho một lọ. Hôm nay gửi hàng đi hết rồi mà chưa nhớ mang ra Kim Kinkin bon cũng là dòng đặc trị thu nhũn với giá là 25.000đ cho một gói nhá. chị cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000đ cho một túi 100g. Một túi 1kg một với giá 100 à 50 000 một hộp 1kg một với giá 130 000 Dây buộc lan với giá là một à, có chiều dài 100m nhá. Dao cắt kèm theo tiện dụng này. Em bán 35 000 cho trong một cuộn và phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000đ trong một cuộn. À, à, một túi 1 kg phân bón chuồn quế này. Đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương. Đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này với giá em bán 35 000 Cô chú anh chị nào mà đã từng sử dụng rồi chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng đúng không ạ? Tại vì em thấy là những khách hàng đã sử dụng rồi sau đó thì quay trở và lại đặt hàng rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này em nghĩ là một cái sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo bởi cái thứ nhất là nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu tối ưu bởi ngoài con trâu thì nó còn có quả dịch chuối và đậu tương thì cô chú anh chị biết rồi ạ nó có thể cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời đúng không ạ cái thứ hai nó cực kỳ là lành thoải mái cô chú anh chị bón mà không sợ đen đầu dễ như là những cái dòng phân bón khác cô chú anh chị nhé phân được nén rất là chặt nên là khi mà cô chú anh chị bón thì à, bón và tưới nước ấy, thì cây sẽ phân sẽ không bị mùn ra nên là tạo cái giá thể rất là thoáng và sạch cũng như là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là lâu cho 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 cây ạ 35.000 trong một túi 1 kg. Bên này thì em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán là 4, 40 000 Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí ạ. Cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời, nó giảm đau rất là hiệu quả luôn ạ. À... Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây nhé.